Lâu lắm rồi Minh Sù mới có một cái từ này nó nảy ra trong đầu mình. Đó chính là cái từ điên tình. Vâng, đúng Là đúng yêu đúng. tới mức độ mà điên khùng luôn. Dạ, Yêu đâm đầu dại vào tường. khờ luôn á. Chính Đến xác. đến cuối cùng cũng vẫn cái cô gái ở trong MV này, cô ấy cũng vẫn không chấp nhận cái sự thật là cái người Dạ. đấy đã đi, người đấy đã không còn yêu mình nữa. Thì đến Vâng. cuối cùng cô ấy vẫn dại khờ, cũng vẫn còn chìm đắm trong tình yêu đấy. Phần 2 có nhiều cảm xúc vỗ tay nhiều từ 100. Dạ, tuyệt vời quá. Dạ tối nay nhớ share nha quý vị. Mình sẽ quay trở lại ngay. Em cũng đã xem cái phần dựng của MV trước khi mà xem cùng với mọi người ngày hôm nay ở đây rồi Chắc đúng chắn không? rồi, em coi chắc phải nhiều lắm, chắc cả 100 lần rồi, em xem rất nhiều. Nhưng Nhưng mà mà lần này sao? chắc chắn là mỗi lần bản dựng sửa nó sẽ một lần khác nhau. Và ngày hôm nay khi mà được ngồi đây, được xem màn hình lớn và em được thoải mái, em không còn phải nghĩ là có cần phải sửa gì nữa không, hay là ổn chưa, hay màu sắc như thế nào, xong tất cả mọi thứ. Thì trước đấy mình phải dùng dùng trí óc, tất cả mọi thứ mình phải suy nghĩ rất là nhiều để Lý làm trí sao, ha, đúng lý rồi, trí. mình phải lý trí lắm để làm sao để có một sản phẩm thật hoàn thiện tốt nhất có thể đối với bản thân mình. Còn khi mà ngồi đây thì chắc chắn là em cảm thấy tự bản thân mình cũng phải cho bản thân mình một cái niềm tin, cũng như là một niềm tin cho ekip nữa. Cảm ơn mọi người, tất cả trong ekip đã giúp Trâm có thể hoàn thành này hai MV trong thời gian qua, trong 3 ngày quay ở Quảng Ninh với rất nhiều khó khăn và vất vả. Và ngày hôm nay thì mọi thứ đã hoàn thiện, vậy nên là em chắc chắn là rất là vui rồi ạ. Trong MV em cũng thấy nhân vật chính khá là đau khổ, vật vả, như anh Nguyên Sù lúc nãy có nói là điên tình á, thì chị chia sẻ thêm chút xíu về cái cảm hứng sau chia tay lần này được không ạ? Em cảm ơn ạ. Ok. Cảm ơn em. Cảm ơn bạn rất nhiều về những câu hỏi nhé. Đầu tiên thì là mình hỏi về kinh phí đúng không ta? Cái này nhạy cảm quá. Nhưng mà thật ra là nếu như bình thường á, mọi người có thể thấy là nếu như mà mình làm một dự án không thì nó những cái kinh phí thì nó sẽ đỡ hơn rất là nhiều. Nhưng mà lần này thì Trâm chơi một dự án quá là lớn, Trâm phải là hết mình luôn á. Chắc là toàn bộ những số tiền mà mình tiết kiệm trong 3-4 năm qua là mang ra dùng hết không. Bởi vì Wow. mình quay 2 MV, và với 2 MV đấy thì còn rất nhiều cái chi phí khác nữa bên cạnh ngoài cái việc quay MV rồi mình di chuyển. Tại vì lần này á, là Trâm không quay ở Sài Gòn mà Trâm quay ở Quảng Ninh, và Trâm quay tận 3 ngày lận. Đó thì mình chắc chắn là mình sẽ phải có những cái kinh Phát phí ekip sinh. Nó phát sinh. rất 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 là nhiều luôn. Và bên cạnh đấy thì một cái chi phí nữa rất là lớn, đó chính là về mini album đầu tay của Trâm, rất nhiều bài hát, về chi phí bản phối rồi mua bài hát rồi mình in album nữa. Vậy nên lần này nó là một con số khá là khổng lồ đối với bản thân Trâm. Nhưng mà Trâm thấy rằng là mình phải cố gắng thôi, tại vì thực ra là những cái gì mà mình bỏ ra, những cái gì mà mình cố gắng sẽ là cái kết quả và sau đấy mình sẽ nhận được. Trâm thấy rằng là bây giờ thì trước đây thì Trâm luôn làm theo hướng là mình sẽ có những dự án nhỏ, nhưng mà lần này thì một quyết định rất lớn nữa từ anh Duy cùng với Trâm, là hai anh em bàn bạc với nhau là đã muốn là mình sẽ đi một chặng đường cũng như là một dự án dài hơi. Vậy nên là tự bản thân mình phải tự nói với bản thân mình rằng là lần này mình phải chịu chơi một xíu, lần này mình phải đầu tư nhiều một xíu. Và Trâm thấy là không chỉ riêng Trâm đâu mà tất cả những nghệ sĩ khác cũng rất đầu tư đối với sản phẩm của mình. Thì Trâm thấy rằng đó chính là cái sự nghiêm túc của Trâm đối với những sản phẩm của mình, hay là đối với trách nhiệm làm nghề của mình thôi. Và thứ hai nữa là câu hỏi gì ta? Câu hỏi về cảm xúc của nhân vật ở Cảm trong. xúc của Dạ. nhân vật thì thực ra là cái kịch bản thứ hai này là được làm sau nha. Trước đấy thì Trâm cùng với anh Duy, cùng với biên kịch Minh Kiên, cùng với Hải thì đã bàn bạc với nhau về kịch bản của Sau Lưng Anh Có Ai Kìa trước. Và sau khi mà bàn bạc tất cả mọi thứ xong thì xong kịch bản cho Sau Lưng Anh Có Ai Kìa thì mọi người đã nảy ra một cái ý tưởng cũng như là một cái idea mà Trâm lúc đấy Trâm cũng rất bất ngờ. Trâm cũng chưa nghĩ tới cái câu chuyện là cô gái sẽ mặc áo cưới và sẽ dại khờ trong tình yêu, sẽ đi từ nơi này đến nơi khác, vẫn nhớ về chàng trai và vẫn là cái người mà tiếp tục những cái lời hứa đối với chàng trai đấy chỉ một mình thôi. Thì đó là cái ý tưởng từ ekip, từ đạo diễn cũng như từ anh Duy và từ biên kịch nữa. Và bản thân Trâm thì lúc đấy là Trâm chỉ đơn giản thôi, Trâm đắm chìm vào nhân vật và mình dùng những cái cảm xúc, những trải nghiệm. Và bây giờ mình cũng 28 tuổi rồi thì mình sẽ chắc chắn sẽ có những cái cảm xúc trong cuộc sống ấy. Thì Trâm dùng những cảm xúc thật của Trâm để có thể thể hiện cái cảm xúc của cô ấy một cách tốt nhất, để có thể thể hiện cái cảm xúc của bài hát một cách tốt nhất. Ok. Thực Ok. ra là mini album này của Trâm không phải lấy cảm hứng sau khi chia tay đâu. Và quyết định mà Trâm làm album này á, đơn giản là Trâm nghĩ rằng là làm ca sĩ là mình phải làm gì?
chắc là thứ nhất là hát, thứ hai là hát, là thứ ba là hát, chỉ đơn giản là hát thôi. Vậy nên cái lý do duy nhất đó chính là Trâm muốn là mọi người có thể hiểu hơn về âm nhạc của Trâm. Trước đây thì mọi người luôn đặt câu hỏi là âm nhạc của Thiều và Trâm sẽ như thế nào, màu sắc nó sẽ ra sao, thì bây giờ thì chính là cái thời điểm mà Trâm sẽ đưa đến mọi người cái màu sắc âm nhạc đầu tiên của Trâm nó là gì, và chắc chắn là những chặng đường tiếp theo nó sẽ là những màu sắc âm nhạc khác. Cảm ơn bạn rất nhiều. Cảm ơn em. Hài lòng chưa hay hỏi thêm? Cái này cũng là một cái suy tư của Minh Xù. Trước khi mà Minh Xù mời các anh chị đặt thì Minh Xù cũng tính hỏi Trâm là cái này là mình làm sau khi cái thành công của cái phần 1, sau đó mình tiếp tục mình làm phần 2 là dạ, trong khoảng thời gian bao lâu? Hay thực là mình quay luôn? Em hoàn thành, em quay 2 MV trong vòng một lúc luôn. Nó trong vòng 3 ngày là em quay cả 2 phần luôn. Thì em toàn quay từ ngày nào em cũng quay tầm 22 đến 23 tiếng. Có những trước khi ngày quay là em 48 tiếng không ngủ. Và thực ra em thấy nó rất là đáng, bởi vì mặc dù nó hơi cực một chút nhưng mà cái cảm giác khi mà mình được quay hai phần một lúc nó rất là đã. Trâm có thể được kết nối cái cảm xúc hai MV chung với nhau trong một cái khoảnh khắc đấy, thì Trâm nghĩ rằng là đó cũng là một cái thuận lợi để Trâm có thể thể hiện cảm xúc một cách tốt hơn. Thế bây giờ xin phép các anh chị Minh Sự hỏi ké thêm một câu nữa là nó có nhiều cảnh lắm, nhiều cảnh thể hiện cảm xúc lắm, ơi dằn vặt rồi đau khổ rồi vui đó, rất là thoải mái, và có những cảnh hôn nữa quý vị. Những cái lúc đó thì có tập nhiều không ạ? Cái gì ạ? Cái gì tập hôn á? Hôn ạ? À? Thực ra là Hải cũng có bắt chị tập ha, đúng không? Cái cảnh hôn đầu tiên á mà Trâm phải quay đó chính là cái cảnh hôn cuối cùng của phần 2. Đó là cái cảnh mà cô ấy lao tới, cô ấy hôn chàng trai thật sâu, và cảm giác giống như kiểu là em muốn giữ anh ở bên cạnh em cả cuộc đời này. Mọi người hiểu mà, em trước đấy thì em chưa bao giờ nghĩ là em sẽ quay cảnh hôn, chưa bao giờ nghĩ là ôm luôn. Trước đấy cũng đã từng quay một cảnh ôm mà ôm hờ hờ thôi, là em đã kiểu như là ngại quá đi rồi. Nhưng mà đến cái MV lần này thì đó là một cái thử thách rất lớn từ anh Duy dành cho em. Anh Duy bảo là bây giờ MV của em không hôn thì ai hôn? Nếu như mà thực ra em mà chịu cho là ekip của em là make up hay là mọi người chịu hết, mọi người sẽ hôn giùm em đấy, nhưng mà bây giờ không được. Em phải tự hôn thôi. Thì cái lúc đấy á, trước đấy thì em rất là hoảng sợ. Em không phải là sợ nhất là đóng cảnh khóc đâu, em sợ nhất là hôn đó mọi người, rất là kinh khủng, em rất là stress. Em bảo bây giờ mình phải làm sao đây? Và lúc đấy thì em nghĩ rằng là mình sẽ không bao giờ cho mọi người nhìn thấy cái sự không chuyên nghiệp của mình. Mình không được cho mọi người thấy mình ngại. Đấy, thế nên trong lòng em cũng lo lắng dữ lắm. Thôi em ơi, em mê thì có chứ ở đó mà ngại cái gì. Nhưng mà đấy thì lúc đấy Hải bảo em tập, em chủ động luôn, em kéo Đô lại là em hôn luôn, là em tập luôn. Nhưng mà em nghĩ chắc là đấy Đô cũng hơi sốc, vì Đô cũng về nói với em là em cũng chuẩn bị tinh thần rồi, em sợ là chị lo lắng nên em đang tính là sẽ nói một bài cho chị đỡ lo, nhưng em không ngờ là nói cái chị làm liền. Thì đấy là một cái cảnh mà em sợ nhất, nhưng mà đến cuối cùng á, khi mà mình phải vì sản phẩm của mình thôi, mọi người đang cầm máy quay rất là nặng rồi, bây giờ có 20-30 người đang đứng trước mặt mình chờ mình hoàn thành để mà làm những cái phân cảnh tiếp theo. Vậy nên là có rất là nhiều lý do để em phải hoàn thành cái cảnh đó thật tốt. Mọi người nghĩ là tận hưởng đấy, nhưng mà em chưa tận hưởng được một chút nào đạn đấy cả. Không có. Ok, chỉ có lo lắng thôi. Anh tạm tin. Vâng ạ, mình đến với câu hỏi tiếp theo đi ạ. Xin mời các anh chị ạ. Lúc mà mình tung ra cái highlight medley ở trên mạng xã hội thì em thấy rằng là cũng có khá khá ý kiến cho rằng là âm nhạc của Thiều Bảo Trâm đang bị một màu và thiếu an toàn nhiều quá. Vậy thì chị có chia sẻ gì về những cái nhận xét này? Câu hỏi thứ hai đó là trong cái MV Chúng Ta Làm Bạn Được Không thì Bảo Trâm chia sẻ là cái ý tưởng cô dâu đó là do ekip của mình nghĩ ra và mình chỉ diễn theo thôi, nhưng mà em thấy chị diễn rất là tốt, rất là đạt. Vậy thì không biết là trong thực tế thì mình đã từng nghĩ đến một cái đám cưới như vậy chưa ạ? Wow. Đầu tiên là gì ta, tự nhiên em quên rồi. Một màu. Đầu tiên thì nói về album trước đi. Thì cái lý do mà những bài hát trong đấy có màu sắc giống nhau là đơn giản bởi vì đây là mini album đầu tay của Trâm, và Trâm muốn là mini album đầu tay của Trâm sẽ theo thể loại là pop ballad, thì chắc chắn nó chính là lý do mà những bài hát nó hơi có màu giống nhau. Nhưng mà khi mà mọi người ngày hôm nay khi mà nó ra mắt toàn bộ album thì Trâm chắc chắn rằng là mọi người sẽ hiểu được cái năng lượng cũng như là cái cảm xúc mà Trâm muốn mang lại cho mọi người. Và tiếp theo nữa ấy, là cái chặng đường hiện tại Trâm và ekip đã quyết định rằng là bây giờ mình sẽ làm từng cái trước. Trước đây là Trâm cứ như tắc kè hoa ấy. Hôm thì
Cơn mơ ngọt ngào, tung tẩy rồi dễ thương, lúc thì thương anh, lúc thì buồn, xong rồi chịu lý do ngày hôm sau em quay ngoắt một cái nhìn em rất là giang hồ, rất là cá tính. Thì mỗi ngày em cứ một kiểu và mọi người cũng hỏi em rằng là bây giờ phong cách thực sự của Trâm là gì? Âm nhạc thực sự của Trâm là gì? Vậy nên là em nghĩ rằng là bây giờ mình sẽ không làm nhiều thứ một lúc nữa mà mình sẽ làm từng cái và để cho hiện tại mọi người có thể hiểu rõ là Trâm hát ballad sẽ như thế nào. Đó, và thứ hai nữa là nếu như mà nói là an toàn thì em nghĩ là không đâu ạ. Tại vì nếu như mình nói là an toàn, đầu tiên mình nói dùng từ an toàn thì nó sẽ là từ dễ dàng đúng không ạ? Tại vì thực ra là nếu như mà nói ballad là dễ thì em lại không nghĩ là dễ đâu. Nó là một cái thứ nó khá là khó đấy. Bởi vì nếu như mình hát những cái vừa hát vừa nhảy thì nó cũng có những đoạn drop, có beat, có những phần nhìn để nó giúp hỗ trợ cho mình. Còn khi em hát ballad á, thì chắc chắn cái sự chú ý của mọi người nó sẽ dành hoàn toàn sự tập trung vào giọng hát của em, và cũng như những bài hát ở trong album nó sẽ phải có sự kết nối với nhau, màu sắc như thế nào để mọi người đến từng tầng cảm xúc và sẽ đi sang và sẽ có thể cảm nhận được câu chuyện của em một cách rõ ràng, một cách làm sao để mình có thể làm nó tốt nhất, tròn trịa cái cảm xúc đấy nhất. Vậy nên là em thấy là cái quyết định này của em nó không phải là an toàn đâu ạ, nó rất là khó đấy. Và em thì em muốn rằng là em thấy là bây giờ cũng có rất là nhiều nghệ sĩ, có rất nhiều ca sĩ, có rất nhiều thể loại, rất nhiều bài hát ở ngoài kia để cho khán giả có thể lựa chọn. Thì em cũng sẽ là một trong những lựa chọn của khán giả. Và em mong rằng là khi mọi người nghe nhạc của mình, đơn giản là mọi người sẽ nhận được chia sẻ và yêu thương đối với mini album đầu tay đầu tiên này của em mang tên là After You ạ. Yeah, vỗ tay, một câu trả lời rất là tuyệt vời của Trâm. Câu hỏi thứ hai, chẳng lẽ có nghĩ tới một cái đám cưới gì giống như trong MV không? Năm nay em cũng 28 tuổi rồi nhưng mà thực ra là em chưa bao giờ em nghĩ đến đám cưới đâu ạ. Tại vì em có rất nhiều thứ em muốn làm. Thứ nhất là đó chính là em thấy rằng là em cần phải tập trung nhiều hơn cho âm nhạc. Và thứ hai là bây giờ thì nhà em có 4 chị em gái. Thì hai chị đầu tiên nhà em cũng đã lấy chồng rồi. Thì đến em á, em nói với bố mẹ em rằng là em sẽ lấy chồng muộn nhất. Em muốn được gánh vác cái trách nhiệm, được bên cạnh ba mẹ một cách lâu nhất, được chăm sóc, được đưa ba mẹ em đi đến thật nhiều nữa nhất. Thế nên là cái dự kiến của em có nói có lẽ là sau 33. Và hiện tại thì em muốn tập trung cho âm nhạc, cho gia đình, và em muốn là em có thể hát thật nhiều hơn nữa. Chứ em cũng chưa có nghĩ tới đoạn làm cô dâu trong MV đâu ạ. Em cảm ơn. Cảm ơn Trâm. Chắc là nói về âm nhạc thì vâng ạ, Only C sẽ là một người bạn đã đồng hành khá là nhiều cùng với Triệu Bảo Trâm rồi. Chắc là Only C có một tí xíu chia sẻ cảm giác đi. Với cái định hướng sắp tới của Trâm là sẽ theo ballad như vậy đó, thì C cảm nhận như thế nào? Đặc biệt hơn hết là với cái MV mới nhất này. Thật ra Only C không có nhiều vai trò trong cái album này đâu, mà chỉ là hỗ trợ Trâm chính trong phần âm thanh, cũng như là chia sẻ góp ý. Vì công việc chính thì những bạn ngồi dưới như là Hải Âu, Thanh Bình và Nguyễn Phúc Thiện hầu như đã làm tốt hết. Và mình thì góp phần trong cái chuyện là chia sẻ kinh nghiệm hơn, Trâm làm gì, rồi hai anh em cũng có nói chuyện với nhau là sắp tới thì Trâm thích như thế nào, hay là hát làm sao. Nhưng mà có giáo viên thanh nhạc ngồi dưới rồi, cho nên là lúc mà Kiều Thu ấy, thì mình cũng đỡ mệt. Nhưng mà khi mình làm việc với Thị Bảo Trâm ấy, thì mình thấy rất là thích, mình ít để suy nghĩ lắm. Giáo viên thanh nhạc đã gò cho bạn hát như thế nào, rồi bạn cùng với Thiện sẽ ngồi làm sao để ra được những cái câu feel hay, hay là mình chỉ là ngồi câu này hay nè, câu này không hay nè, mình lựa thôi đó. Và hay là mình làm việc với những người khác á, thì mình phải là người quyết định, nhưng mà đây là mình lấy số đông quyết định, và người quyết định chính vẫn là Trâm và giáo viên thanh nhạc. Cho nên là và cái master cuối cùng á thì là có sự tham gia của Nhật Duy. Ngày cuối cùng là Nhật Duy đi qua phòng thu và ngồi cân chỉnh tất cả mọi thứ. Và thật sự phải rất cảm ơn Thanh Bình cùng với lại Hải Âu cùng với Thiền, là tại vì có những bản phối rất hay. Đấy, ngay cả cái intro cũng có anh con nữa, thì những cái khúc piano đó mình cũng cảm giác là cảm xúc. Thật ra ballad chưa bao giờ dễ. Ballad là một dòng nhạc gần như khó nhất, tại vì hòa thanh, tiết tấu, và bắt buộc cái người hát phải đẩy cảm xúc. Nếu không có cảm xúc thì cái bản ballad như là trôi tuột. Cho nên tất cả mọi người đây đừng bao giờ nghĩ ballad là dễ. Vì nếu như ballad dễ thì những nghệ sĩ trẻ đã hát ballad rất nhiều. Nhưng mà những nghệ sĩ thành công ở nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật, tất cả họ đều là những nghệ sĩ lớn. Và bây giờ dòng nhạc mà họ theo đuổi vẫn là pop ballad. Thì ở Việt Nam pop ballad vẫn có một cái chỗ đứng nhất định trong lòng khán giả. Và gần đây thì có anh Thiện,
anh viết rất nhiều bài pop ballad hay. Rồi mình cũng bất ngờ là tại vì những người trẻ là có những cái tư duy nó sâu như thế, có những tình yêu sâu đậm như thế, mặc dù họ yêu không nhiều đâu, nhưng mà có lẽ là lấy cảm hứng rất nhiều từ những chuyện tình khác. Đấy, cho nên là họ có những cảm xúc rất là hay. Thì bản thân Odyssey thấy rất là vui và hạnh phúc khi được làm việc với Trâm. Và cũng nhờ Trâm feedback cho nên cái phần mastering của mình, cái phần mastering là cái phần sau cùng về âm thanh đó, nó là chạm được cái ngưỡng gần với lại bạn bè quốc tế. Vì Trâm đòi hỏi cao quá. Đầu tiên là Trâm muốn nó phải hay hơn, cho nên mình phải nhập rất nhiều thiết bị về để làm cho Trâm hài lòng. Em phải chia sẻ với mọi người là em không biết anh Si làm với những người khác làm sao, chứ em là đã có những cái bản master là đến số 15 và đến số 20 rồi đấy. Là rất là khổ cho anh Si luôn. Là em cũng phải yêu cầu rất là nhiều thứ, nhưng mà mình biết là mình cũng hơi phiền anh Si đấy. Không có ai mà master mà có kiên nhẫn hay là kiểu có thể cơ thể đáp ứng cái nhu cầu, cái yêu cầu của mình đến cái mức như thế đâu. Nhưng mà em cứ nhắn, cứ bảo anh ơi thêm một xíu lên kia. Nhưng mà đấy, cái là anh Si thì anh rất là thoải mái, cũng như là rất là hỗ trợ em để làm sao có thể hoàn thành những bài hát một cách tốt nhất. Có trong cái mastering cái bài của Nguyễn Quốc Thiện á, bài đầu tiên phía sau lưng anh có Ai Kìa, nó là master final, final 1 cho đến final 13, 15 gì đấy. Xong rồi tới final 1 không sửa, final 2 không sửa gì đấy. Trời nói ơi. Chung là nó rất là áp lực, nhưng mà không có áp lực không kim cương. Đấy, cảm ơn Trâm là tại vì nhờ Trâm mà Odyssey cùng với anh em Odyssey Production đã hoàn thiện bản thân mình nhiều hơn. Yeah. Vỗ tay, cảm ơn chia sẻ rất là chuyên môn của Odyssey và để cho mọi người cũng hiểu hơn về cái dòng nhạc mà Trâm sắp sửa khẳng định mình nhiều hơn nữa tương lai. Sau khi mà mình xem MV á, thì mình sẽ thấy cái đoạn cuối MV là 8 năm về trước. Mọi người có thể chia sẻ là cái ý tưởng của cái ý nghĩa của cái đoạn mà 8 năm về trước là gì, và liệu có phải là nó mở ra cho một cái MV tiếp theo kể về những cái câu chuyện mà 8 năm về trước mà nhân vật trữ tình ở trong MV là ở đây là chị Trâm là đã trải qua hay không. Và cái đó là một cái câu chuyện là liệu nó có dựa trên một cái lát cắt hay là một cái cảm hứng nào ngoài cuộc sống không. Em cảm ơn mọi người. Cảm ơn em. Lát cắt, lát cắt trong cảm xúc thì chắc là Trâm sẽ đầu tiên thì chắc là Trâm sẽ cái câu hỏi đầu tiên thì Trâm sẽ gửi sang anh Duy đi, tại vì cái ý tưởng mà 8 năm á nó từ anh Duy đó. Nhưng mà còn Trâm thì Trâm sẽ trả lời về đoạn lát cắt đi. Thì chắc chắn là thực ra là cái câu chuyện nó không liên quan gì đến cuộc đời của Trâm đâu. Trâm phải khẳng định ở đây là Trâm không làm MV để kể chuyện về cuộc đời của mình nhá, mà Trâm chỉ dùng chính cảm xúc thật của mình. Tại vì Trâm thấy là nếu như là một người nghệ sĩ thì mình cũng có quyền chứ, mình dùng cái thổn thức của mình, những cái niềm vui hạnh phúc mình đã qua để mình đưa vào bài hát. Kể cả lớp pro gì trước đây cũng thế, thì Trâm cũng sẽ nghĩ về cái tình yêu mà lúc mới yêu mình sẽ như thế nào. Và kể cả những bài hát này cũng vậy, Trâm sẽ dùng những cái khoảng thời gian đôi khi mình buồn, mình khóc hay thất vọng rồi đấy, tất cả những cảm xúc mà Trâm đã được trải qua, Trâm rất quý trọng nó. Và trước đây á, Trâm luôn phải đi mượn cảm xúc của phim, của tất cả mọi người xung quanh, những tình yêu của mọi người xung quanh để thể hiện bài hát của mình. Nhưng mà đến bây giờ thì Trâm thấy đó là một cái may mắn khi Trâm được có những lần mình đã khóc hay là mình đã tan vỡ, mình đã được trải nghiệm qua những cảm xúc đấy. Thì đó là một cái điều mà Trâm cảm thấy rất là tuyệt vời, đó rất là may mắn khi mà mình có những cảm xúc như thế để mình có thể đưa vào bài hát của mình. Cảm ơn bạn. Còn về đây, 8 năm của anh ấy, anh chia sẻ đi. Cảm ơn câu hỏi của Khôi. Thực ra thì về cái con số 8 năm thì khi là mọi người họp kịch bản với nhau thì mọi người bảo là không biết là để cái khoảng thời gian hai bạn này quen nhau như thế nào là cho nó phù hợp và nó đẩy được cái cảm xúc để cho khiến cho cô này sau khi mà bị chia tay thì giống như là kiểu thấp thỏm như vậy. Thì anh mới nói là thôi chắc là mình chọn số 8 đi, tại vì phong thủy chút tí 8 là lại là lộc phát đấy. Nhưng mà lại ok tại vì tâm lý. Trời ơi, cái phần tiếp theo là phần 3 nữa hả mọi người? Thì chắc để cho Hải trả lời ha. Hỏi Hải trong nhà còn chuột không em? Em còn chuột nào cho phần 3 của chị không? Mọi người hỏi là cái mình mở sang một cái MV mới nữa không? Cái phần đó thì để có một cái phần tiếp theo hay không thì cái này em phải hỏi chị Trâm đã. Còn cái số 8 thì theo em cái số 8 nó khá là hay á. Cái số 8 nó là một cái
khi mà đặt ngang nó ra nó rất là giống một cái biểu tượng của sự vĩnh cửu ấy. Thì với em cái kỷ niệm ở đây nó là một cái kỷ niệm nó là ở trong trí nhớ mà mãi mãi không bao giờ mình quên. Vỗ tay cho đạo diễn cái quý vị ơi, trời ơi. Thiệt sự á. Quá nhiều ý tưởng tuyệt vời. Tiếp nối đi em. Có thể mở ra phần 3 của mình còn suột để dựng tiếp không hay sao? Còn idea. Chắc chắn là nếu chị Trâm mà còn đưa thêm nhạc cho em thì là em sẽ vẫn sẽ làm ra thêm được nữa. Dạ vâng, bây giờ sẵn tiện hỏi đạo diễn luôn nè. Thế thì hồi nãy giờ chưa hỏi đạo diễn một cái câu nào cả. Ở cho mình sự hỏi là cái cảm xúc của riêng cá nhân của bạn nha, khi mà kết hợp cùng với hai cái dự án này, và mình có cái kỷ niệm nào mình đáng nhớ nhất không trong cái quá trình mà mình làm việc chung với Trâm? Cái quá trình mà làm việc với chị Trâm thì như lúc nãy anh Si có chia sẻ rồi đấy, là em làm việc với chị Trâm, anh Si làm việc với chị Trâm như nào thì em cũng làm với chị Trâm như thế. Thật. Và cũng có những bản final, nó gọi là final không sửa nữa. Final không sửa nữa 1 và 2. Nói vui vậy thôi, còn khi mà làm việc với chị Trâm và anh Duy và cùng ekip thì em cảm thấy đây là một ekip rất là vui. Và đặc biệt là truyền cho em rất nhiều cảm hứng để em có thể làm thêm những sản phẩm nữa hay hơn. Dạ, yeah, chính yeah. Xác. Mình sự nghĩ rằng mình không có làm việc cá nhân, mình đang làm việc rất là tập thể luôn á. Cho nên là một cái sản phẩm cuối cùng khi mà cho ra mắt tất cả quý vị khán giả là phải có nhiều cảm xúc của tất cả mọi người. Và đặc biệt là có view của tất cả mọi người trong ekip rồi, đúng không? À, xin mời câu hỏi tiếp theo của chị. Mình dùng những cái tổn thương và lát cắt trong chuyện tình cảm ấy để truyền tải cảm xúc qua từng lời bài hát ấy. Vậy thì trong cái lúc mà Trâm ghi âm từng bài hát thì Trâm có khóc không? Câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, chị có hỏi sau những cái tan vỡ về chuyện tình cảm cá nhân của Trâm như mọi người đều biết ấy, thì ai cũng thấy là sự nghiệp của Trâm có vẻ đang lên hương ấy, thì mình nghĩ như thế nào về nhận xét này? Đầu tiên là cái gì ạ? Em cũng thu âm có khóc không? Em hậu Covid của mọi người. À, sau khi trong quá trình mà mình sản xuất về audio. Thì em nghĩ rằng là khi mà mình thu âm, nếu như mà lúc đấy em có một cái gì đấy xúc động thì chắc chắn là, bởi vì nó là cảm xúc thật mà. Nếu như em nói là em không xúc động thì chắc là cũng hơi nói dối đấy. Nhưng mà em có xúc động chứ em không khóc. Nhưng mà bản thân em á, em chỉ muốn hát mọi thứ giống như là một nỗi buồn thật đẹp. Em muốn chia sẻ với mọi người, em muốn mang một cái tinh thần và một cái năng lượng là khi mọi người nghe bài hát của em, mọi người cảm thấy được chia sẻ giống như là một người bạn vậy đó. Thì em nghĩ rằng là đôi khi trong cuộc sống á, mọi người sẽ có những cái góc riêng của mình, sẽ có những cái nỗi niềm của mình mà mình không thể chia sẻ được với bất cứ ai, và đôi khi mình không muốn luôn á. Thì em mong rằng là âm nhạc của em có thể làm được điều đó. Vậy nên khi mà em hát á, em không mang một cái tinh thần là sướt mướt hay kể lể hay là than vãn. Em chỉ đơn giản là em mong rằng là nếu như, thì cái câu này cũng là một cái thông điệp ở trong album của em, đó chính là nếu như mọi người đã từng trải qua tan vỡ, có thể là chia tay hoặc là bất cứ điều gì á, và Trâm mong rằng là mọi người sẽ luôn đặt niềm tin vào tình yêu. Bởi vì tình yêu nó là một thứ rất tuyệt vời, mọi người hãy cho mình được xứng đáng một, được yêu thương một lần nữa, nó là một cảm giác rất hạnh phúc. Thế nên á, là thu âm album là em không có khóc. Đó, em sẽ kiểu hơi trong lòng, trong trái tim của mình cũng hơi bồi hồi một xíu thôi. Còn tiếp theo nữa thì về công việc của em, thì em thấy rằng là từ trước đến giờ thì em phải công nhận rằng là trước đấy em đã không thực sự tập trung vào âm nhạc nhiều. Đó, vậy nên thời điểm hiện tại em tập trung tất cả mọi thứ em có thể, em chỉ dành thời gian tất cả mọi thứ cho âm nhạc, cho học hát, cho học đàn, cho những bài hát của em. Vậy nên em nghĩ đó chính là cái lý do duy nhất. Chứ còn tất cả những lý do khác thì nó sẽ không thể là một cái lý do quan trọng đâu. Bởi vì thực ra khán giả đến với mình, họ ở lại, họ nghe âm nhạc của mình, họ có thích hay không, thì đó chính là cái kết quả và sự cái đón nhận của mọi người, nó chính là kết quả mà em nhận được ngày hôm nay. Thì em nghĩ rằng là đó đơn giản là bởi vì là hiện tại em dành sự cố gắng rất là nhiều, và em vô cùng biết ơn với sự chân thành của em. Và em mong rằng là mọi người sẽ tập trung, sẽ chú ý, sẽ đón chờ và sẽ mong mỏi về những cái sản phẩm âm nhạc của em nhiều hơn trong tương lai. Và em chắc chắn là em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Vỗ tay 10 điểm. Vâng.